Và bây giờ chúng ta sẽ nói về cái thao tác sử dụng cái bộ combo sản phẩm này nó như thế nào anh chị ha. Đầu tiên á, là chúng ta sẽ in tem nhãn và dán lên sản phẩm. Mình ví dụ đây là một món hàng của mình và bỏ lên và mình chọn cái mã sản phẩm, ví dụ nó là ba chỉ thì chúng ta sẽ nhấn giá vô, ví dụ là 175.000 anh chị ha. Sau đó mình bấm in thì lập tức cái máy in tem nhãn này nó sẽ in ra, và lúc đó chúng ta sẽ lột cái tem nhãn này và chúng ta dán lên sản phẩm ra đây, và mình sẽ hiểu rằng là rồi sau đó mình sẽ đặt cái này lên kệ sản phẩm đúng không, rồi khách hàng sẽ nhìn và thấy đây là ba chỉ nè, 220g mà 1kg là 175.000 và cái món hàng này nó trị giá là 38.500, thì khách hàng cảm thấy vui vẻ thích thú thì có thể bỏ vào giỏ và đến quầy tính tiền, đơn giản là vậy. Và cái vấn đề mà chúng ta in tem nhãn này nè, thì chúng ta sẽ in hàng loạt trước và chúng ta dán lên sản phẩm hết và sau đó chúng ta mới đưa lên kệ. Còn đến cái giai đoạn mà tính tiền cho khách á, thì tính tiền sao, thì chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác này như thế này. Chúng ta sẽ lấy máy quét, chúng ta quét lên cái mã hàng hóa rồi, và lập tức là kiosk Việt hiển thị rõ cho chúng ta là ba chỉ ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập vô cái giai đoạn này, chúng ta sẽ nhập nha, nhập đơn cái trọng lượng vô là 220g rồi, rồi đơn giá là 175.000 đúng rồi, rồi sau đó chúng ta tiến hành thanh toán. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm in thôi, in hóa đơn và đưa cho khách. Rồi và chúng ta sẽ đi, chúng ta đưa cho khách. Rồi ha, ở đây có thịt ba chỉ, hóa đơn 38.500 giống nhau rồi, rất là tiện lợi như vậy đó anh chị.